Có rất là nhiều bạn đang sử dụng những cái sản phẩm điều trị chăm sóc da chẳng hạn như là retinol, niacinamide, arbutin để làm trắng và điều màu. Và ai cũng biết những cái chất này có khả năng ức chế lại sắc tố, làm da mình đẹp hơn, sáng hơn. Nhưng mà vì sao có rất là nhiều bạn càng sử dụng những cái sản phẩm này, da các bạn lại càng đen sạm? Xin chào tất cả các bạn và rất vui được gặp các bạn trên kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Mình là Nguyên, bác sĩ da liễu. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người lý do vì sao mà da của các bạn không thể trắng sáng, không thể điều màu dù các bạn đã chăm sóc da rất kỹ. Và trước khi đến với chủ đề chính cũng như thường lệ thì mình rất là hy vọng các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta được gặp nhau nhiều hơn. Và các bạn cũng nhớ nhấn vào nút quả chuông để khi mình ra video thì các bạn sẽ là những người nhận được đầu tiên. Hầu hết phụ nữ ở châu Á, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam thì rất là mong muốn sở hữu một làn da trắng sáng, đều màu. Bởi vì đa phần chúng ta đều quan điểm rằng có một làn da trắng tức là làn da đẹp. Nhưng mà thực tế có nhiều bạn dù nỗ lực nhiều như thế nào, dù đã skincare rất là nhiều sản phẩm nhưng mà da vẫn không thể trắng lên. Vậy lý do là vì sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân đầu tiên. Thì nguyên nhân đầu tiên đó là do tiếp da, do loại da. Thì theo phân loại của Fitzpatrick, một cái phân loại của thế giới về làn da, thì làn da của chúng ta sẽ chia làm 6 mức độ, từ rất trắng cho đến rất đen. Và những cái làn da được phân loại ở tiếp 1, 2, 3 thì nó rất là dễ dàng trắng sáng và đều màu. Trong khi những bạn mà sở hữu tiếp da từ mức 5, 6 thì chắc chắn là da của các bạn sẽ khó để có thể trắng sáng được. Chính vì lý do như vậy mà những bạn mà có tiếp da càng tối màu thì khi mà các bạn muốn làm trắng và sáng da thì cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những bạn mà có làn da trắng. Các bạn cũng có thể dễ dàng thấy được rằng những bạn mà sở hữu một làn da trắng sáng thì khi mà da của các bạn bị bắt nắng á, các bạn chỉ cần dưỡng da lại hoặc là chúng ta ở trong mát một khoảng thời gian á, thì da của các bạn đã trở lại như bình thường. Còn đối với những bạn mà da đen, da ngăm thì dù các bạn có cố gắng dưỡng da như thế nào thì da mình cũng không thể nào trắng như những bạn da trắng, mà da của các bạn chỉ có sáng và điều màu hơn. Và thực ra quan điểm làm đẹp mới cũng như là quan điểm của những cái bác sĩ da liễu đó là không phải da trắng là da đẹp, mà da đẹp chính là da khỏe mạnh, điều màu. Vì vậy các bạn không cần phải sở hữu một làn da quá trắng, mà các bạn cần sở hữu một cái làn da khỏe mạnh, không bị những cái tình trạng như là nám, sạm da, tàn nhang, thì đó chính là một làn da đẹp. Và ở Việt Nam thì rất là nhiều bạn mong muốn sở hữu một làn da trắng sáng, bật tông. Vì vậy các bạn tìm đến những cái sản phẩm như là kem trộn, những cái kem mà người ta gọi là kem cốt. Tức là trong những cái kem này nó có chứa thành phần đó là corticoid hoặc là hydroquinone và những cái chất làm trắng da rất là mạnh. Và khi mà các bạn bôi lên da thì da mình nó sẽ trắng bật tông ngay tức thì, nhưng mà sau đó nó sẽ có rất rất là nhiều hậu quả trên da. Vì vậy không hẳn một làn da trắng là một làn da đẹp, mà một làn da đẹp chính là một làn da điều màu, khỏe mạnh, sáng. Lý do thứ hai mà da của các bạn không thể trắng sáng đó là do các bạn không mua kem chống nắng đúng cách. Đối với những bạn mà đến bây giờ vẫn chưa sử dụng kem chống nắng để bảo vệ cho da thì mình không nói để làm gì rồi. Nhưng mà thực tế cũng có rất là nhiều bạn đã từng nhắn tin và hỏi bác sĩ Nguyên về cách làm trắng da trong khi các bạn chưa bao giờ sử dụng kem chống nắng. Như các bạn cũng biết thì trong ánh sáng mặt trời có những cái loại tia gây hại cho da, và đặc biệt đó là tia UVB thì nó sẽ làm da của mình đen hơn, sạm hơn, dễ gặp những cái tình trạng về sắc tố như là nám má, tàn nhang đậm hơn. Vì vậy nếu những bạn nào đến bây giờ các bạn vẫn chưa sử dụng kem chống nắng thì tốt nhất là các bạn đừng nên làm trắng da, bởi vì nó sẽ không có hiệu quả. Những cái sản phẩm làm trắng dù có tốt đến đâu nó cũng không thể nào ngăn chặn sự gây hại từ ánh sáng mặt trời. Còn đối với những bạn mà đã sử dụng kem chống nắng rồi thì có thể là các bạn vẫn chưa sử dụng đúng cách. Đối với kem chống nắng thì chúng ta cần lựa chọn những cái sản phẩm kem chống nắng phù hợp với loại da có chỉ số chống nắng cao. Hơn nữa khi các bạn bôi thì chúng ta cần phải bôi đủ lượng, đó là 2 đốt ngón tay. Người ta ước tính đó là 2mg trên cm vuông là đủ đảm bảo để bảo vệ da của chúng ta. Và kem chống nắng không chỉ bôi một lần trên một ngày, mà tối thiểu các bạn phải bôi từ 2 đến 3 lần trên một ngày. Và nên nhớ là một tiếp kem chống nắng thì chúng ta chỉ sử dụng trong một tháng. Nếu bạn nào mà sử dụng kem chống nắng mà 3 tháng, 6 tháng thì có nghĩa là các bạn đang sử dụng không có đủ lượng, thì như vậy nó không thể nào bảo vệ đủ cho làn da của mình. Đối với những chị mà 40, 50, các chị thường sử dụng những cái sản phẩm như là cushion, kem nền có chỉ số kem chống nắng thì thật ra những cái sản phẩm này cũng rất tốt. Tuy nhiên khả năng chống nắng của những cái sản phẩm make up như vậy thì nó sẽ rất là thấp. Nếu các bạn muốn đạt được cái chỉ số như trên bao bì người ta ghi thì các bạn phải sử dụng một cái lượng rất lớn, và rõ ràng như vậy thì lớp nền của các bạn sẽ không đẹp. Lý do thứ ba mà khiến cho các bạn không thể trắng sáng lên dù các bạn đã sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc da đó là do các bạn đã sử dụng các sản phẩm treatment quá nặng đô và các bạn không biết canh chỉnh liều lượng. Có rất là nhiều bạn đang sử dụng những cái sản phẩm điều trị chăm sóc da chẳng hạn như là retinol, niacinamide,
arbutin để làm trắng và điều màu. Và ai cũng biết những cái chất này có khả năng ức chế lại sắc tố, làm da mình đẹp hơn, sáng hơn. Nhưng mà vì sao có rất là nhiều bạn càng sử dụng những cái sản phẩm này, da các bạn lại càng đen sạm? Thì hiện tượng này gọi là hiện tượng tăng sắc tố sau viêm. Có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm mà treatment quá mạnh thì nó sẽ gây kích ứng cho da và nó làm kích hoạt cái phản ứng gọi là phản ứng viêm. Và khi phản ứng viêm này tăng lên thì nó làm da của mình bắt đầu đỏ và sau đó đen sạm đi. Hiện tại thì ở trên kênh fanpage của bác sĩ Nguyên á, mình thấy có rất là nhiều bạn cứ nhắn tin cho mình thì ở trong bộ chăm sóc da có hai sản phẩm, đó là retinol và BHA, và các bạn cứ dùng những cái sản phẩm này á, thì da của các bạn đen đi, là bởi vì các bạn cứ nghĩ á, dùng những cái sản phẩm này là đẹp nên các bạn cố gắng bôi thật nhiều, càng bôi nhiều thì da lại càng sạm. Khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm này mà da bị sạm thì các bạn nhớ là chúng ta cần phải tránh nắng kỹ và giảm liều lượng. Lý do thứ tư cũng khiến da của các bạn đen sạm, đó là do các bạn sử dụng vitamin C đã bị oxy hóa. Vitamin C ở dạng LAA thì các bạn biết rằng nó có khả năng làm sáng da, làm đều màu da, làm mờ các vết thâm. Tuy nhiên, khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm vitamin C đã bị oxy hóa thì nó không những làm da của các bạn đen đi mà nguy cơ kích ứng thì nó cũng sẽ tăng cao. Và cái dạng LAA là một cái dạng rất là dễ oxy hóa. Khi mà các bạn mua cái lọ vitamin C đầu tiên về, các bạn sẽ thấy là cái lọ vitamin C nó có màu trong và hơi ngã vàng một xíu, nhưng mà sau khoảng tầm 3 tháng sử dụng thì các bạn thấy là cái màu vàng này nó chuyển thành màu nâu cánh gián. Và khi mà nó đã chuyển sang cái màu này thì chắc chắn là nó không còn hiệu quả trên da và nó sẽ khiến cho da của các bạn đen và xỉn màu hơn. Hoặc là những bạn đang sử dụng vitamin C còn hạn sử dụng nhưng mà các bạn sử dụng vào ban ngày thì cái dạng LAA vào cuối ngày nó sẽ khiến cho da bạn bị ngã vàng đi, bị ố màu hơn. Thì đó cũng là cái nguyên nhân mà khiến cho da của các bạn không được trắng sáng, không được điều màu và càng dùng thì da càng xỉn. Ngoài ra nếu các bạn sử dụng vitamin C mà ở nồng độ cao thì nó cũng sẽ kích hoạt cái phản ứng viêm và cũng gây kích ứng rồi sạm da giống như những cái sản phẩm treatment. Nên các bạn cần phải lựa chọn sản phẩm vitamin C phù hợp với làn da của mình. Đối với những bạn mà có làn da khô, da nhạy cảm thì tốt nhất là chúng ta không nên lựa chọn cái dạng axit, dạng LAA mà nên lựa chọn những cái dạng muối hoặc là dạng ester thì nó sẽ tốt hơn. Còn đối với những bạn da khỏe thì có thể chọn dạng LAA ở nồng độ khoảng tầm 10-15% để đảm bảo an toàn cho làn da. Và đó là bốn lý do mà mình thấy rất là nhiều bạn gặp phải khiến cho tình trạng của các bạn dù cố gắng như thế nào vẫn không thể nào trắng sáng và điều màu. Và bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn một xíu bốn lý do khiến da bạn không thể trắng lên. Lý do đầu tiên là do tiếp da của các bạn vốn sinh ra có một làn da ngăm đen thì rõ ràng là chúng ta không thể trắng như những bạn mà da trắng, mà chúng ta chỉ có thể làm da mình sáng hơn. Lý do thứ hai đó là do các bạn không sử dụng kem chống nắng đúng cách. Lý do thứ ba đó là do các bạn sử dụng những cái sản phẩm treatment quá mạnh. Và lý do thứ tư là do các bạn đã sử dụng những cái sản phẩm vitamin C bị oxy hóa. Và rất là hy vọng qua video này các bạn đã có thêm những cái thông tin hữu ích trong quá trình mình làm sáng và điều màu da, giúp cho các bạn có một làn da đẹp hơn. Và nếu các bạn thấy video này hay hữu ích thì cũng đừng quên like cho video, subscribe cho kênh YouTube của bác sĩ Nguyên và các bạn nhớ xem thêm nhiều video của bác sĩ Nguyên ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại.